Nếu bạn đang quan tâm những bộ PC gaming thì có thể tham khảo Nguyễn Công PC, nơi chuyên cung cấp những bộ PC gaming chất lượng với giá thành cạnh tranh và đa dạng nhất. Tham khảo các cấu hình PC tại website nguyencongpc.vn và tham gia các chương trình ưu đãi Back to School dành cho PC và laptop. Tại link tôi để ở dưới phần mô tả. Cấu hình PC gaming tối ưu hiệu năng trên giá thành chỉ từ 7 triệu đồng. Vừa qua thì Sony trình làng hai trò chơi gần như là cùng lúc, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược nhau. Con cót đi trước với số vốn đầu tư khổng lồ, nhân lực hùng hậu, nhưng đóng cửa thời gian kỷ lục chưa tới 2 tuần. Ngược lại, Astrobot ra sau, kinh phí lẫn nhân lực chỉ bằng con số lẻ của con cót, là nhận về cơn mưa lời khen, thậm chí có ông bảo nó xứng đáng Game of the Year. Vậy thì vì sao cùng là game của Sony mà Astro lại hay, còn con cót lại dở? Team Asobi dùng cách gì mà sản phẩm làm ra lại tốt như thế? Hãy cùng tôi tìm hiểu về quá trình mascot mới của Sony được sinh ra trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu thế nào? Team Asobi được thành lập từ năm 2012 bởi Nicolas Doucet. Trước khi chính thức có tên gọi này, họ vẫn là Team Asobi, nhưng chỉ là một đội ngũ nhỏ trực thuộc Japan Studio. Nghe đến cái tên này thì thấy quen rồi đúng không? Bởi vì Japan Studio cũng là đơn vị đã thực hiện những sản phẩm để đời của Sony xuyên suốt từ thế hệ PS1 cho tới tận PS4, bao gồm Parappa the Rapper, Ico, Shadow of the Colossus, Rule of Rose, Siren, Gravity Rush, Jin the Arc, Patapon, Soul Sacrifice Delta, Freedom Wars, v.v. và v.v. Ngoài ra thì họ còn tham gia vài dự án hợp tác nổi bật khác như Demon's Soul, Bloodborne, Death Stranding, God of Tsushima. Và cho đến năm 2021, Japan Studio chính thức ngừng hoạt động. Tin này vừa tốt lại vừa xấu. Xấu là do Sony vừa tự tay kết liễu một trong những studio first party nổi bật nhất của họ. Còn tốt là những nhân sự còn lại của team Asobi cùng với một vài thành viên trực thuộc các studio khác được lên đời thành đơn vị riêng. Cơ mà trong mắt người chơi đại chúng thì team Asobi không được biết đến nhiều như các first party studio khác của Sony, chẳng hạn như Naughty Dog, Guerrilla Games, Insomniac, Sucker Punch hay là Santa Monica. Tất cả studio này đều có những IP nổi bật, góp phần tạo nên thành công và danh tiếng hệ sinh thái PlayStation. Dĩ nhiên thì không vì thế mà vai trò của họ kém phần quan trọng. Nhiệm vụ chính của team Asobi là nghiên cứu và phát triển công cụ cùng các kỹ thuật những studio khác trực thuộc Sony. Làm game chỉ là nghề tay trái của họ mà thôi. Trong vòng hơn chục năm, từ 2013 tới nay, tất cả những gì team Asobi có là đây. Ba trong số 5 cái tên được hiện trên màn hình có thể rất quen thuộc với những ai đã từng sở hữu những thiết bị chơi game của Sony, bao gồm PS4, PS5 và PSVR, bởi chúng chính là những tech demo được cài sẵn trong máy khi bạn mua nó về. Và nhân tiện thì tech demo là một trò chơi hoặc ứng dụng dùng để giới thiệu tính năng của thiết bị cho người dùng. Chúng đây là những dự án do Sony đặt hàng team Asobi thực hiện, và cũng chính ở đây đã khai sinh ra Astro, mascot bất đắc dĩ của Sony. Chúng ta hãy cùng trở về năm 2013. Lúc này, Sony vừa phát triển PlayStation Camera, một chiếc máy ảnh nhận diện chuyển động, khả năng cao để làm đối trọng cho chiếc Kinect của đối thủ truyền kiếp là Microsoft. Người dùng PS lúc đó kiểu, thế cái camera này làm được gì vậy? Rồi Sony vả bóp vào mặt họ bằng The Playroom, một tech demo tổng hợp vài minigame sử dụng công nghệ motion sensor. Trong đấy, ARBot là ngôi sao sáng nhất của bản demo. Bạn có thể sử dụng touchpad của tay cầm DualShock 4 để gọi những con bot ra ngoài. Sau đấy, người chơi có thể tương tác như là đá chúng vào màn hình, hất chúng lên cao, vân vân. Khi chơi chán đồ thì bấm cái touchpad để hút chúng trở lại tay cầm. Bạn cũng có thể ngó được xem đám robot này làm gì trong chiếc DualShock 4, thậm chí có thể mở bạc ti cho chúng. Và biểu cảm bọn này thì nhìn là tan chảy luôn. Đội ngũ thực hiện lý giải sự cute lạc lối quên đường về này là bởi vì chúng tôi muốn tạo ra những nhân vật có đặc tính giống trẻ con, khiến người chơi cảm thấy muốn bảo vệ và chơi đùa với chúng. Những con robot này cũng xuất hiện cho những minigame khác và dần tạo nên vũ trụ game mở rộng. Phải tới The Playroom VR, những chú robot này mới có cho mình một danh phận, đấy là Astro. Chia sẻ thêm về cái tên này thì team Asobi muốn một từ ngắn gọn, dễ phát âm ở tất cả các loại ngôn ngữ khác nhau. Điều quan trọng nhất là nó phải bắt đầu bằng chữ A. Bởi vì làm như thế thì trò chơi của họ mới xuất hiện đầu tiên trong sách PS Store. Quả thật là mưu mô quỷ quyệt. Trở lại với The Playroom VR, cũng là một tech demo chứa nhiều minigame để giới thiệu tính năng cho chiếc PSVR. Lần này, Quick được gọi tên Robot Skill, một trò chơi ngắn thuộc thể loại platform. Người chơi sẽ hòa mình vào trong game, cùng đi theo Astro để thu phục những đồng vàng và giải cứu những Astro khác. Trò chơi được đón nhận tích cực bởi người chơi, và họ cầu xin team Asobi hãy làm một phiên bản đầy đủ của Robot Skill.
Nghe thấu lời thỉnh cầu ấy, team Asobi thực hiện dự án Astrobot Rescue Mission có cái giá cực kỳ phải chăng, chỉ $10, chưa tính sale. Tất cả mọi người đều rất thích nó, nhận tới 90 điểm Metascore và 9 điểm User Score, kèm theo huy hiệu Must Play lấp la lấp lánh, ăn giải Best VR AR Game của The Game Awards 2018. Tới năm 2020, Sony rục rịch ra mắt chiếc B5, đồng nghĩa việc team Asobi lại phải cực lực chạy thêm một cái tech demo nữa cho cái hệ máy mới này. Theo lời của giám đốc sáng tạo Nicolas Dusset, ít nhất thì có 80 cái tech demo đã được lên ý tưởng. Sau 2 năm thai nghén, Astro Playroom ra đời. Không chỉ là một trong trò chơi đầu tiên của thế hệ console thứ 9, Astro Playroom còn là sản phẩm cuối cùng của Japan Studio trước khi chính thức ngừng hoạt động, mở ra thời kỳ độc lập cho team Asobi với vai trò là studio first party của Sony. Và rồi Astro cũng trở thành mascot của studio khi góp mặt trong logo chính thức. Lối chơi của tựa game mới khá giống với người đàn anh là The Skill Mission trước đó. Công nghệ haptic feedback mới toanh của chiếc tay cầm DS5 cũng được sử dụng để mô phỏng lực đấm của Astro. Các màn chơi tái hiện lại tất cả những đời máy game trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Sony. Ví dụ như thế giới Memory Meltdown gợi chúng ta nhớ đến những chiếc PS1. SSD Speedway là chiếc PS2. Cooling Spring là PS3, PSP và PS Vita. GPU Jungle là PS4 cùng với chiếc PSVR. Còn màn cuối cùng, 1994 Flashback đưa chúng ta đến với hệ máy PS5 hiện đại. Astro Playroom, bên cạnh vai trò là tech demo, nó còn trở thành một cái viện bảo tàng trá hình của Sony nói chung và hệ sinh thái PlayStation nói riêng. Với nghĩa to lớn kể trên, trò chơi có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật khách mời đến từ các sản phẩm độc quyền của hãng game Nhật Bản và cả những nhà phát triển thứ ba như Bandai Namco, Capcom, Square Enix, Konami và Activision. Các nhân vật khách mời này được gọi là các VIP Boss, kèm theo lối chơi đã được bảo chứng. Chẳng là gì khi người chơi vẫn rất đón nhận nó, nhưng Astro Playroom chỉ là một cái bệ phóng để team Asobi kích nổ quả bom ngoại muốn Astrobot. Vào một ngày không trăng, không sao, không gió, phi thuyền B5 đang bay ngoài vũ trụ, chở theo Astro và đồng bọn của nó. Bỗng dưng, ở đâu một gã người ngoài hành tinh màu xanh lè, gã này nổi danh toàn vũ trụ với danh xưng là Space Bully, tên là Nebulas. Cái phản diện tấn công và cướp đi CPU khiến chiếc phi thuyền phát nổ, khiến những chú robot tội nghiệp văng ra ngoài khắp nơi trong vũ trụ. Nhiệm vụ của Astro bây giờ là tìm kiếm những đồng đội bị thất lạc và chiến đấu với những kẻ thù chung của PS5. Câu chuyện sâu xa mang lại tính ẩn dụ này đã ngay lập tức giúp cho Astrobot cộng 1 điểm vùng miền, cộng thêm 1 điểm có ông cháu cha, chưa gì có được 2 điểm thi đại học tầm này bao đậu. Vậy thì 8 điểm còn lại từ đâu mà ra? Từ chính khả năng của team Asobi chứ đâu. Bắt đầu được phát triển ngay khi Astro Playroom hoàn thành, mất khoảng 3 năm với một nhóm phát triển vỏn vẹn chỉ 60 nhân sự. Số tiền bỏ ra thực hiện dự án dù chưa được công khai nhưng đang được tính chỉ 50-70 triệu đô. Dusset chia sẻ, khi sở hữu một đội ngũ với dàn nhân sự đông đảo, đôi khi bạn sẽ quên mất bản thân bạn đang làm gì. Nếu như trong vòng 3 năm, nhiệm vụ của bạn là thiết kế hậu cảnh, bạn làm ra một cái cây và chả biết cái cây ấy sẽ xuất hiện ở đâu, điều này dẫn đến một loạt các tác dụng vô nghĩa. Hiểu rõ lý do cho các hoạt động của mình là vô cùng cần thiết. Và việc duy trì nhóm phát triển của Astrobot ở mức nhỏ 60 người thay vì 169 người như Firewalk của Concord mang lại vô số lợi ích cho team Asobi. Ví dụ như tất cả thành viên đều có quyền để sáng tạo và thử nghiệm chẳng hạn. Theo lời của chú hai này thì cứ mỗi 2 tuần mỗi người đưa ra một ý tưởng, sau đó thì bắt tay vào thử nghiệm trực tiếp trong game. Thói quen này đã khiến sự sáng tạo của đội ngũ được kích thích, nhưng nó lại yêu cầu bộ lọc cực kỳ chặt chẽ để quyết định xem ý tưởng nào phù hợp nhất với dự án đó và phải thỏa mãn tài nguyên họ đang sở hữu để có thể thực hiện hóa nó. Ở đây, sự tin tưởng là chìa khóa để các công đoạn trở nên trơn tru hơn. Và cũng theo lời của chú hai, có những ý tưởng mà ổng kiểu nó sẽ không hoạt động đâu, nhưng cái người lên ý tưởng lại có niềm tin mãnh liệt vào nó thì ổng sẽ bảo không, nó sẽ không hoạt động, tôi thề, nó dối bà bắn á. Họ đã có những cuộc trao đổi và đôi khi họ phải chấp nhận rằng nếu người đưa ra ý kiến trực tiếp thực thi nó, anh ta sẽ có tầm nhìn chuẩn xác nhất để biến nó thành một điều thú vị. 60 con người này, họ phải thử và phải có niềm tin vào từng cá nhân. Ở một vài tình huống, có người sẽ hỏi chú hai rằng trên lý thuyết thì ý tưởng này có khả thi không? Nhiều lúc ông nghĩ ông nên trả lời rằng nó giống như chuyện tình của bạn ấy, tạch ngay từ tháng đầu. Nhưng mà từ từ ông nhận ra họ có những tầm nhìn mà có lẽ chính bản thân ông cũng không mường tượng ra được. Nó là teamwork đó anh em ạ. Chẳng ai nắm giữ chìa khóa có thể giải quyết mọi tình huống cả. Do đề cao tính sáng tạo của từng cá nhân nên Astrobot ẩn chứa vô vàn những điều bất ngờ chỉ chờ người chơi khám phá. Những bất ngờ này đến theo nhiều dạng khác nhau, có thể là một hoạt ảnh nhỏ, một phân đoạn lớn, cũng có thể là một cơ chế thú vị nào đấy. Bạn còn nhớ Game of the Year 2021 không? It Takes Two. Điểm chung giữa nó và Astrobot là tần suất người chơi được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Họ liên tục quăng vào mặt bạn những gameplay thú vị rồi cất nó đi trước khi bạn kịp chán. Trải nghiệm chỉ 12-15 tiếng, nhưng từng phút trong số đấy đều thú vị. Điều này có nghĩa hơn rất nhiều nếu so với một thời lượng 40 giờ, nhưng 20 tiếng trong đấy là sự nhàm chán. Mọi ngóc ngách trong Astrobot đều khơi lên tính tò mò, kích thích sự khám phá và tưởng thưởng xứng đáng cho ai chịu khó tìm tòi chúng. Ví dụ như mấy cái Riddler Challenge trong chuỗi Batman Arkham. Những câu đố rất là thú vị và yêu cầu người chơi phải thật sáng tạo để giải quyết được chúng. Nhưng mà biết phần thưởng là gì không? Đấy là một cái dấu chấm hỏi rất đơn điệu. Điều này khiến những thử thách trở thành một tác vụ. Bạn phải làm chúng vì bạn muốn cái 100% của game đấy, chứ không phải vì bạn muốn làm chúng. Còn đối với Astrobot, họ có những nhân vật, các cameo thú vị khiến người chơi phải tò mò về chúng. Để rồi bất ngờ khi tìm ra một VIP bot mà bạn chẳng thể nào ngờ tới. Thật chứ ông nào đề xuất nhét Kirill vào game này xứng đáng được tăng lương, tăng chức đấy. Mà không phải tự nhiên Astrobot lại có nhiều nhân vật cameo đến như thế. Vì đây là dự án kỷ niệm 30 năm của hệ sinh thái PlayStation. Theo Dusset, ông quyết định tăng gấp đôi lượng cameo so với dự án Astro Playroom. Vì đây có thể sẽ là những cầu nối giữa thế hệ người chơi. Một đứa trẻ con chơi Astrobot không nhận ra nhân vật đang xuất hiện trên màn hình là ai và đến từ game nào. Nhưng bố mẹ của chúng thì biết và họ sẽ giải thích cho những đứa con đấy. Tôi có thể tưởng tượng chính xác ánh mắt ngưỡng mộ của thằng con khi ông bố đọc chính xác tên của từng nhân vật tồn tại trong Astrobot và giải thích nguồn gốc của chúng. Hoặc đôi khi thì chúng nó nhìn ba nó không khác gì một thằng nớt. Thôi thì không sao, ít nhất thì kiến thức của bạn được sử dụng, right? Ví dụ như nhân vật trong Dark Souls này, thiếu một cái màn hình Yudai là vừa chuẩn khít. Hoặc là Chris Redfield từ Resident Evil 1 đang lay hoay không biết xếp bằng cái máy đánh chữ kiểu gì. Soul Bad Guy từ Guilty Gear thi triển tiệt chiêu đặc trưng là Volcanic Viper. Dante thi triển cơ bộ tung hứng trên không. Sonic Snake cầm chuối đình địch. Danh sách còn dài, rất dài và chắc chắn là điểm cộng vì người chơi được gặp lại nhân vật họ yêu thích qua từng thời kỳ khác nhau của PlayStation. Hơn nữa, mọi loại sức mạnh bạn sở hữu từ những con robot đều có tác dụng rất lớn tới gameplay, tới mức gần như mở ra cả một lối chơi mới. Ví dụ như phân đoạn khi bạn trở thành Kratos, bạn có thể xài cây Leviathan để combo các kiểu rồi quăng rìu giải đố như trong God of War. Hoặc khi trở thành Nathan Drake, bạn sẽ nhận được một cây súng để xả đạn sau mấy chỗ cover, leo trèo tìm kho báu như trong Uncharted. Cách bạn chơi Astrobot cũng có sự sáng tạo khi tận dụng mọi khả năng mà chiếc B5 có thể làm được cho bạn. Không chỉ đơn giản là bấm cái nút rồi xoay analog, bạn còn phải thổi vào controller để thổi tù và hay là tạo bong bóng. Và ấy là tôi còn chưa nói đến khía cạnh âm thanh. Đúng, độ sắc của yếu tố tính giác trong game này thậm chí đã đạt đến tầm ASMR anh em ạ. Kết hợp cùng với tính năng haptic feedback thì trải nghiệm cứ gọi là hết sảy con mà bảy. Dĩ nhiên, Astrobot không hoàn hảo, chúng mình mới hoàn hảo. Vẫn có đôi chút những điểm chưa tốt, chẳng hạn như tính năng đa dạng các kẻ thù mà người chơi sẽ phải đối mặt trong game. Chúng không có mấy sự khác biệt và cách người chơi vượt qua chúng cũng rất đơn giản, kể cả với những con boss. Đồng nghĩa với điều đó là độ khó trò chơi bị kéo xuống khá đáng kể, đúng kiểu trẻ con cũng có thể qua được ấy. Không yêu cầu phản xạ phải chính xác hay combo phải thần sầu quỷ khóc các kiểu. Rất may là chúng được bù lại bằng cách mà các bí ẩn được giấu rải rác khắp bản đồ. Với tất cả những gì nói trên, điều chúng ta có thể thấy ở Astrobot là tình yêu và là niềm đam mê, là sự tận tâm của những con người làm ra nó. Một sản phẩm khiến tôi cảm thấy nhà phát triển đang thực sự tôn trọng chính khách hàng của mình. Không yêu cầu kết nối mạng liên tục, không chứa microtransaction, chỉ bao gồm trải nghiệm trọn vẹn. Vậy là quá đủ để thỏa mãn người chơi khó tính. Còn về team Asobi, họ có thể thiếu nhân sự, họ có thể thiếu thời gian, thiếu kinh phí, nhưng tài năng và sức sáng tạo thì bố mà có thừa. Nếu phải quắc vắt cái mặt sang lấy một ít về dùng thì có khi con cóc không thảm họa đến thế đâu. Không mấy tầm này team Asobi làm hẳn một cái game design 101 để phải quắc còn học hỏi. Đấy là nếu studio không bị đóng cửa thôi nhá. Và đó là cách mà Astrobot đã thành công. Đơn giản là vì nó hướng tới vui là được, thoải mái cho người chơi thay vì chạy theo phong trào như con cóc. Còn bây giờ, video này nó cũng hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Còn bây giờ, chú là Minh nhưng không có màn ảo thuật biến mất ngón tay. Xin chào và hẹn gặp lại. Your name.